kẹp rồi đó, cho nên nó ít rồi má có mày ra lấy cái tô. Cái tô hả? Mất đưa mất vô nên là bỏ đi. Hết được lãnh đầu được không? Kế bên nó gung mà. Giờ nó thấp không à? Rồi. Rồi. Giờ nó thấp tới đây thì kì. Rồi, chị ăn luôn nha. Món này là món gì cô nhỉ? Hủ tiếu bột kho. Hủ tiếu bột kho. Đó là anh sẽ cho tụi em cái setup đó mình dễ quay hơn nha. Để em ngồi vô đây nha. Để anh làm hai tôi cho tụi em dùng thử. Dạ. Anh tự nhiên này dùng lên TV đó.
để tụi em về để tiếp dễ hơn. Cho mấy đồng hành nữa chị. Có đồng hành. Nhà đó ở trong bên đó còn cái tấm con nhà đó cũng tự hùng nó ấy là nó kiếm nhỏ kia hãy thử xíu vừa động thẳng tấn là không ai thứ hai hai cái bánh mì bò kho. Dùng ăn gian không ai hen. Bánh mì đi con. Dạ, cho quay.